Ha! Ta và đang Phượng trước nay đều là hảo bằng hữu. Làm gì có chuyện hội tâm chuyện ý chứ? À, đúng rồi. Bà chủ có từng nghe nói... Thứ gọi là định hồn tán không vậy? Chính là một loại thuốc ăn vào có thể khiến người khác nghe lời. Định hồn tán. Ta chưa từng nghe nói bao giờ. Sao đột nhiên nhắc đến thứ này? từ sau khi đang phượng ra khỏi thanh đi lâu trở nên rất kỳ lạ nhìn thấy ai cũng đều động thủ bây giờ cô ấy đã biết lục tiểu phụng không phải là hung thủ giết cha mình nhưng vẫn lạnh nhạt với quên ấy <laughs> ta còn tưởng hai người quay về với trước rồi coi ra người cũng là kỳ phùng địch thủ bây giờ lục tiểu phụng đáng thương lắm cô được có nhạo bán quên ấy nữa vậy sao sao ngược lại tôi cảm thấy giống như cô đã ăn định hồn tán của lục tiểu phụng vậy lúc nào cũng bảo vệ hắn hả được rồi được rồi ta sẽ đi hỏi thăm giúp hai người có thứ gọi là định hồn tán hay không cảm ơn bà chủ Quên làm sao vậy? Còn cười được nữa. Ê, hey, chú định đúng là kẻ ngốc, có phước không hưởng. Tới được giờ tốt hả? Đúng vậy, bà chủ thông minh ngoại hình lại hiền thục. Thiên hạ tuy lớn, nhưng nữ nhân như vậy có đốt đèn cũng khó mà tìm được. Nè, nói thật nha. Quỳnh có hối hận, lúc đầu không nói lời từ biệt mà rời xa bà chủ. À, vì chính thì bụi không thấy. Còn mấy chuyện lạc giặc bụi đỏ quá ha. Chính vì nhìn thấy quá nhiều chuyện của Quỳnh, nên mới nói Quỳnh là người miệng tiêu sái nhưng trong lòng lại rỉ máu. Hơ, Rõ ràng trong lòng đã muốn chết mà còn bày đặt mạnh miệng Đây Phượng gả cho vệ dương Chưa chắc không hạnh phúc mà Quỳnh biết rõ bây giờ cô ấy Căn bản không bình thường mà nói như vậy Tài bảo đảm ngay cả bản thân của cô ấy cũng không biết Rốt cuộc mình đang làm gì Quỳnh đẩy cô ấy đi sau này cô ấy tỉnh lại Hai chẳng phải Quỳnh quỷ hoại đời cô ấy sao Quỳnh bước về trước một bước kéo cô ấy ra khỏi miền lửa đi Những lời mà mũi nói Hình như càng có lý đó Bây giờ mũi coi bước thêm một bước Sẽ thế nào đây Rơi xuống xong <laughs> Chọc ta hả <laughs> Lúc này Hiệp Lúc này Hiệp Chủ nhân mời Chủ nhân mời Quỳnh đã đang ở đâu Ở trong cung Buồn như vậy qua mới lâu còn tìm ta có việc Ta vô cung à. đây Đừng đi, đừng đi Đừng đi mà Quang thượng Quang thượng Quang thượng à, Quang thượng à, quan thượng, thượng, quang thượng, quang thượng, thượng ngươi sao làm, làm, sao, ngươi làm thượng. sao vậy chuyện này quang quang thượng... qua thần y qua thần y qua thần y qua thần y hoàng thượng cho hỏi người đang tìm ai một nữ nhân Một nữ nhân Đúng Các người Các người có nhìn thấy cô ta không Cô ta là một kẻ một, Lẽ nào Lẽ nào các người cũng không nhìn thấy sao chết 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 Cô ta nói là Qua hải đường trong cũng đã nở Muốn được trảm điện ngắm qua nói một cách rất chân thật. Các ngươi, các ngươi đều không thấy sao? Quang thượng, quang thượng. Bây giờ trời đã vào hạ, không còn là mùa đã ngắm qua hai đường nữa. Ta không biết là mơ hay thật. Nửa năm trước, có một hôm trong tẩm cung, ta nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp lạ mặt. Cô ấy mặc một bộ trường bào màu đen, mắt sáng lung lanh, da trắng hơn tuyết. Nói chuyện thái thoát như nghiêm nhạc anh. Bên cạnh cô ta có một con rắn to màu đen. Cô ấy dục tiếng sáo để chỉ huy không chế hắc xà. Đúng là kỳ lạ em thấy. Cô ấy còn hẹn ta. Năm nay cục nhau ngắm qua hải đường. Hoàng thượng, tại sao cô ấy lại ở trong tẩm cung người có hỏi không? ta chắc chắn không phải là phi tần. trong lục cục của ta, ta đã hỏi cô ấy, cô ấy nói, cô ấy là thần tiên từ trên trời xuống đây. sau đó, dần dần ta đã mất đi trí nhớ. cô ấy đã rời khỏi đây bằng cách nào, ta hoàn toàn không nhớ. nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. sau khi tỉnh lại, phải người đi tìm. căn bản là tìm không được. Sau đó hôn mê cả ngày Bọn chúng còn nói ta giết người Qua thật y Lúc ta hôn mê Ta liền nhớ đến Cô ấy và hát xòa Có phải ta đã điên rồi không? Hơn nữa là sắp chết rồi Hoàng thượng, người tuyệt đối đừng nghĩ như vậy tại hạ và chư vị thế y của thái y viện đều đã nghĩ cách cứu hoàng thượng người dân đề sức khỏe lại thôi không qua thật y ta cầu xin khen qua thượng ta cầu xin khanh mà ta thật sự không chịu nói nữa rồi tập trạng của ta hiện giờ chính là lúc nào cũng đang chờ đợi cái chết lúc nào cũng sợ chết ta 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 hận mình không thể chết ngay lập tức ta không thể chịu nổi sự dày dò như vậy nữa qua thần y Ta thật sự đã không kịp nữa rồi Khanh đừng để ta sống mà không bằng chết nữa Khanh hãy giúp ta đi Giúp ta Quang thượng Quang thượng Quang thượng ừ. 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 Thật tiên tỷ tỷ Thật tiên tỷ tỷ thật tiên đừng đi đừng đi mà thật tiên tỷ tỷ đừng đi qua mãn lâu sao quản đế lại sao người lại như vậy cô rắn ờ, có cô rắn vậy hãy lấy mạng của ai già đi thái hậu xin đừng đau buồn quá mà không phải qua thần y đang trị đến sao người không được có chuyện gì đâu Có rắn, ừ. có rắn, có rắn. Qua mãn lâu, quản di của ta thế nào rồi? Lùi xuống cả đi. Vợ, dạ. lùi xuống hết đi. Người đã đi hết rồi, nói thật đi rốt cuộc hoàng để làm sao vậy thái hậu hoàng thượng chỉ còn lại chưa đến bốn ngày nữa to gan thái hậu hoàng thượng đã bị độc phát năm mươi ngày rồi đi vào tim mạch hơn nữa con xâm chiếm lực phủ ngũ tạng tại hạ không dám nói đùa ngươi còn dám nói bậy ai già sẽ trị tội ngươi thái hậu đương đương tại hạ chỉ có thể bỏ mắt sự thật bình tĩnh của hoàng thượng đã như vậy rồi Lùi xuống đi hoàng <laughs> <Quảng> nhi <laughs> Lục Đại Hiệp Tìm ta cấp như vậy có chuyện gì Lục Vinh. Bảo Huynh đến là muốn nói cho Huynh biết một chuyện Hoàng thượng nói với ta Nửa năm trước đã tình cờ gặp một nữ tử gây lạ trong cung Nữ tử đó lại xưng là tiên nữ hạ phàm Bên mình lại có mang theo một con hắc xà Kèm theo tiếng sáo thần bí Tiếng sáo dặn lên hắc xà liền bị điều khiển Ta cảm thấy có chút sợ hãi Không ngừng nghĩ đến đàn phượng nhưng con rắn do đàn phượng mang theo là một con bạch xà hơn nữa từ khi đàn phượng xuất hiện luôn đi theo chúng ta như hình với bóng theo ta biết cô ta sẽ không hạ độc hoàng đế đâu Sau độc Một lần không thể uống quá nhiều Nếu uống quá nhiều sẽ chết đột ngột Cho nên Phải lần lượt cho vào lỗ muối Kẻ hạ độc Khi đang thêm độc vào Nhất định đã bị hoàng thượng bắt cập Không thể trốn thoát Bèn nói dối là có tiền nữ xuất hiện Để lừa hoàng thượng Lục Quỳnh Quỳnh đã nghĩ ra được điều gì rồi hoàng thượng vừa bị độc phát đan phượng liền phái người tìm ta còn biết nguyên nhân suy thái và hoàng đế trúng độc thông tin cô ấy có hơi nhanh vậy làm sao cô ấy biết Thiên nhãn thông qua tính đã từng nhìn thấy cô ấy giết độc cô nhất hạt nhưng mà a tính luôn cảm thấy đan phượng mà cổ nhìn thấy với đan phượng mà cô ấy biết về cảm giác có điểm khác biệt khó nói ra đan phượng tính cách thức thượng này thật khiến người ta nghĩ không ra lục huynh Huynh nhớ lại đi Huynh đã từng nói Trước khi Diêm Thiên Sơn chết Đã gọi tên của Đàn Phượng Vậy có phải muốn nói với Huynh Cô ấy chính là hung thủ Lẽ nào chuyện này cho chính quốc khu lập ra sao Đúng rồi Huynh có từng nghe nói tới Định hồn tán chưa Định hồn tán Đúng Ta từng đọc ghi chép về định hồn tán Trong một cuốn sách cổ Quả thật giống như Quỳnh nghi ngờ Có thể khiến tính tình người khác thay đổi rất nhiều Nhưng mà Quá khứ xuất hiện là sau khi Diêm Thiết Sơn chết Do vậy định hồn tán này Do đó Định hồn tán này không phải là nguyên nhân duy nhất khiến Đăng Phương thay đổi Quỳnh nói không sai À phải rồi Ta đã bắt được kẻ giả mạo ta ở vợ dân phủ Mai giờ có phi yến của nương đó Phi yến Là quấy bố tin ta Kêu ta tới vợ dân phủ điều tra viên tướng Cô ấy thật sự chịu ảnh hưởng của mình rất lớn So với trước đây như một người khác vậy Hai vị công tử mời dùng cha Đây chính là tập linh cao Đợi quấy tỉnh lại cho quấy uống Lục Đại Hiệp đối với Đan Phượng Tiểu Thư thật tốt Cô là A Hoàng của Cổng Nguyện Điện sao Một tháng không gặp các còn nhớ sao nô tỳ hiểu Nguyệt chưa gặp công tử bao giờ ờ à, người công tử nói là Dung Nguyệt tỷ tỷ của nô tỳ hai tỷ muội song sinh sao đúng vậy rất hay có nhiều người không phân biệt được còn gây ra rất nhiều chuyện hài hước hai vị công tử mời dùng trà nô tỳ cáo lui đan phượng có thể có một tỷ muội song sinh sao Tuyết gì? Ngươi là ai? Tuyết gì à? Tuyết gì, ngươi sao vậy? Lục Tuyết Phụng đây mà Bốn hàng lông mai À Mắt ngươi làm sao vậy? sau khi kim bằng dương qua đời người trong phủ cứ lần lượt bỏ đi lần lượt phân tán công chúa cũng không biết tung tích ở đâu ngày nào ta cũng dùng nước mắt để rửa mặt khóc đến mù cả hai mắt người đúng là lục tiểu phụng thật chứ Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng, à, ngươi làm gì vậy? Ừ, Trói ta hả? Thả ra. Vậy ngươi phải hứa với ta một chuyện. Ừ, nói đi. Hãy nói. Ừ. Ngươi yêu ta. Hả? Ngư, 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 có hiểu thế nào là yêu nàng không vậy? Không phải Lục Tiểu Phụng có thể nói với bất cứ nữ nhân nào là ta à... yêu nàng sao? Đó đều là tin đồn giang hồ thôi mà, huống hồ ngươi 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 ngư chẳng qua là một cô bé, ta sợ ta bị trời đánh đó. Ta muốn ngươi nói đó. À, được rồi, đừng đùa nữa, ta còn có gì cấp mà. Ngươi muốn làm gì? Ngược lại ta muốn hỏi ngươi ngươi làm gì đó. Giả mù để lừa ta hả? Làm tôi hôn mê nữa, ép ta nói ta yêu ngươi. Mọi người đã thân nhau như vậy á, giúp một việc có được không? Người đâu rồi? Người đã phủ đâu hết rồi? Sao lạnh lẽo vậy? Ta đã nói với ngươi rồi. Kim bằng dương không còn nữa. Người trong phủ đều bỏ ừ. đi sạch rồi. Làm sao ta biết được ngươi không gạt ta? Ngươi không nói câu nào là thật hết. Ta biết câu nào của ngươi là giả đây. Đó chỉ là giận với ngươi thôi mà. Được. Đại phượng giờ này có giờ đây hay không? vậy còn người khác không biết được được vậy lúc cuộc phải thế nào cậu mới trả lời câu hỏi của ta đây hả ta hỏi ngươi một câu ngươi có thể hỏi ta một câu mọi người trao đổi được ngươi có yêu năng phượng công chúa không Ng yêu à khi mà quốc dân rốt cuộc là có tất cả mấy cô công chúa vậy một người vậy có lấy năng phượng công chúa không Tôi đi trước nha Ơ. À, nè nè. Người vẫn chưa trả lời câu hỏi ta mà Ta cũng đâu có câu hỏi muốn hỏi ngươi đâu Sao mà trả lời chứ <cười> <cười> Ngươi Bóng hàng lông mày <cười> <cười> Kim bà quốc quả thật chỉ có một con chúa là đang phượng thôi sao Tiểu nha đầu này Không biết phải nói dối không nữa lão chủ, chủ Đã đưa phiền tới. tới Dạ Dạ Thiếu chủ dì dùng Đến về dương phủ Vì đã khỏi cửa Bị lục tiểu phụ truy sát Chút nữa bất bạn. Vì đây không phải trùng hợp có người âm thầm báo tin lục tiểu phụng phản bộ thanh y lâu phi yến à cô dám nói cô không hề liên quan đến việc này không vậy ừ nhưng có người đã nhìn thấy cô ra ngoài cô đi đâu vậy ra ngoài đi dạo he <laughs> he nếu ta không tin thì cô làm thế nào phi yến sẽ không phản bội thanh y lâu lần trước lục tiểu phụng chính là do quấy dụ đến Sao cô ấy có thể giúp được tiểu phụng chứ Nhưng cô ta sẽ giúp qua bản lâu Nhưng chúng ta không có chứng cứ Đúng Bất cứ việc gì cũng cần có chứng cứ <laughs> Đợi cô ta hại chết hết chúng ta Thì có chứng cứ thôi Cô ta là bông quả lâu chủ nếu chúng ta muốn trừng phạt cô ấy thì chúng ta hãy đợi điều tra rõ ràng hay nói cái thứ không ra gì vậy ngươi. bao che nữ dân an quyên có thanh y lâu cũng không bàn hôm nay ta phải giết ngươi. phiến Cha, đừng bà Phiền, phiền mà chạy đi Khói Chạy tổ. đi Cứ có bộ dạng ngươi bây giờ đi Chính là một kẻ gốc đó Muốn nữ dân phục tồn ngươi Không chỉ bắt được con người cô ta Còn phải chiếm được trái tim cô ta đó Không giống ta chút nào hết trơn Cô không, không ra đi Cô đã một báo cho lục tiêu phụng đúng không? Đúng vậy Việc này có liên quan đến Hoàng Mẫn Lâu không? <laughs> Lại là hắn Rốt cuộc cô muốn thế nào hả? Ta chỉ là người của Thanh Y Lâu Nhưng trái tim của ta không ở đây Cô từng nghĩ, đứa lục tiêu phụng đến, hắn có thể giết ta sao? Ta đối với cô như thế nào? Rốt cũng muốn ta phải làm sao? Chiếm đoạt cơ thể của ta, có thể khiến trái tim ta phục tùng ngươi sao? Đó là do ngươi cướp đi. Ta không hề có chút cam tâm tình nguyện. Sao lúc đó đã không giết ta? Ngươi tưởng rằng ta không muốn giết ngươi sao? Tình súc sinh cả chó cũng không bằng như ngươi. Sống trên đời này đúng là báo ứng lớn nhất ta lấy thân mình cho ngươi hoàn toàn cũng vì qua mãn lâu lúc ta và ngươi cùng lên giường trong lòng ta luôn nghĩ đến qua mãn lâu ngươi biết ngươi thất bại thế nào không hả lúc lục tiểu phụng đi tìm ngươi ta rất mong ngươi không về được nữa một mình ngươi chưa chắc có thể giết ta đâu ngươi đi tìm cha của ngươi đi Ta giết nàng không ý nghĩa gì Ta sẽ quỷ hai người các ngươi Nàng mới biết Cái gì gọi là đau Phiến, phiến Nha nha Người đó phiến đi tìm ta Đúng vậy, đúng vậy Phiến à Phiến Yến. Ngươi lại Qua mặt lâu Chúng ta lại gặp nhau rồi Phi Yến đâu Là ta giả dạng thịt Phi Yến Để gặp nhà nhà của ngươi Cô ấy vì thay lục tiêu phụ báo tin Bị giờ thanh ni lâu của chúng ta truy sát Là ta đã hại cô ấy Ngươi nói sao Phi Yến đâu có lẽ bây giờ nàng ấy đang trốn ở một góc nào đó không dám ra ngoài cũng có thể cô ấy đã bị thanh ni lâu giết chết rồi dù kết quả cũng không được tốt lắm kẻ cầm đầu ngươi có cảm tưởng gì nếu như cô ấy gặp bất trắc ta sẽ ở bên cạnh phần mộ của cô ấy cô độc đến già ta nhất định sẽ tìm cô ấy ta sẽ bảo vệ cô ấy nói thật hay khiến cho ta tâm phục cấu phục ngươi cho rằng ngươi đỡ phi yến chính là điểm này sao ngươi từng chưa nghĩ qua dựa vào một mình phi yến làm sao có thể cứu người của ta đi lâu ra ngoài chứ ngươi nói vậy là có ý gì rất tiếc ngươi không thể nhìn thấy vẻ đẹp của phi yến và dáng vẻ yếu điệu vô cùng của cô ấy cả không cảm nhận được da dẻ mịn mặt nhưng gấm dốc của nàng ấy và cái eo đó nốt chu sa màu đó cấm biến qua mẫn lâu ta cướp người con gái của ngươi ngươi cũng không giết ta tình một như ngươi nhưng ta phải cảm ơn ngươi là ngươi đã tắt thà cho ta và phi yến cô ấy đúng là một cô gái đặc biệt súc sinh qua mận lâu ngươi tự cho rằng ngươi hoàng mỹ vô khuyết nhưng lại khiến người con gái của mình làm lột chơi lúc nào cũng nói người bảo vệ phi yến nhưng cũng có thể bảo vệ cô ấy không cô ấy vì không muốn ngươi chịu khổ cô ấy cam tâm tình nguyện để ta chợ đạp cô ấy ngươi có xứng đáng là một nam gì không ta vốn chỉ muốn giết ngươi nhưng mà bây giờ ta thay đổi suy nghĩ rồi nếu ta giết ngươi Phi Yến sẽ nhớ người mãi mãi Bây giờ ta muốn hai người Đau khổ tục cùng sống không bằng chết Phi Yến Phi Yến Phi Yến Phi Yến, Phì yến. Mang rượu ra đây Cô đã cứu ta Nhất định trải qua rất nhiều đau khổ Rất tiếc Ngươi không thể thấy vẻ đẹp của Phi Yến Chẳng dễ yếu điệu vô cùng của cô ấy Càng không cảm nhận được da dẻ minh mặn như gấm dốc Và cái eo đó Nốt chu sa màu đỏ Nếu không tin Vui không cần hỏi ta Bởi vì trong lòng ta luôn cho rằng Ta là một sát thủ tàn ác còn gì để giải thích chứ Rượu Mang rượu ra đây ừ. Mang rượu ra đây cho ta Qua mất lâu à Qua mất lâu Có chuyện gì hả Sao quên tự quý bạn mình vậy Quên vốn là một người Có thể tự không chế bản thân Hôm nay rốt cuộc làm sao vậy Quên nói chuyện đi Quên nói gì đi chứ Quang Bản Lâu à Bằng rượu Mang rượu đến đây Có thể khiến qua Bản Lâu Quỳnh Khó mở miệng Màn như vậy đau lòng Chỉ có phi yến thôi đúng không Quang Bản Lâu Quỳnh bình tĩnh một chút đi Có phải phi yến không cần quên nữa không Trên đời này ừ, có rất nhiều đứa dân mà Quỳnh biết gì mà nói chứ <laughs> Ta không biết Ta chỉ biết tên ngốc như Quỳnh đó Sắp sai chết rồi ra đi. Ta không cần quên đồng tình, càng không cần quên tội nghiệp. Quên phép đi cái gì chứ? Ta thật sự không phải đồng tình với Quỳnh. Các người đều lừa ta. Các người đều không nói với ta, ta thảm hại như thế nào. <cười> <cười> đức dương gia đạo dưới thần bái Kiến bảo Hộ miễn lễ bình thân ban tọa tạ bảo hậu Bảo hậu đột nhiên triệu kiến di thần Không biết là có chuyện gì đây? Nếu hoàng đế băng hà, con nói hoàng dị do ai kế thừa? Nơi này chỉ có con và ta. Con sợ gì chứ? Ờ, à, à, bảo hậu à. hoàng thượng nghĩ... Chúng ta không thể để hy vọng đều ký gửi lên người khác. Nếu lục tiểu phụng qua mãn lâu đều không tìm được cách giải độc. Ai gia không thể đợi đến cuối cùng mới lo liệu nhất định phải vì thiên hạ hưng thịnh bách tính trăm họ chọn trước người kế vị ờ, bảo hậu nói rất đúng bảo hậu anh minh ngươi không cần dòng do với ai gia ai gia đã nói như vậy ngươi vẫn chưa hiểu sao dây thần ngu bụi không dám suy đoán ý nghĩ của bảo hậu nếu hoàng đế thật sự có bất trắc gì con có thể là người kế thừa hoàng vị ờ, bảo hậu tâm ý của ai gia con có hiểu không tham kiến được gia à, à đại tướng quân ơi trời mau đứng dậy đi mau đứng dậy mau đứng dậy đi nghe nói gần đây người về kinh bổn dân ở dương phủ đã ngươi mấy ngày rồi đa tạ dương gia nhớ đến tại hạ à, ngồi đi ngồi dương gia mời à. à. ngồi 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 đi người trấn thủ biên cương nhiều năm đột nhiên lại hội kinh như vậy dương gia tại hạ lần này hồi kinh là có một chuyện riêng hay là tại hạ nghe nói kinh thạch đại loạn hoàng thượng bị người khác hạ độc vì thế mà tướng hồi kinh đặc biệt đến thăm dương gia xem dương gia ngài có cần tại hạ không? À, 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 à. Thật không khổ là hảo huynh đệ cùng kề gia tác chiến trên chiến trường. Tuy cách xa dạng dậm nhưng vẫn quan tâm lẫn giàu. Ngươi trở về thật tốt quá, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trên đường ngươi về kinh, Thái hậu triệu ta vào cung, nói với ta một tin tức. Quang thượng đã không có thuốc chữa nữa rồi nếu mấy ngày sắp tới hoàng đế băng hà thái hậu nói, người sẽ bước lên hoàng vị bảo điện, chính là bốn dương ta. Chúc mừng dương gia. Ngồi đi. Đa tạ dương gia. Bây giờ, chúc mừng vẫn còn quá sớm. Chuyện này quá là chuyện vui. Nhưng ta không thể hoàn toàn tin tưởng Thái Hậu biết đâu lúc này Thái Hậu tiến cử ta để làm vật thế thân cho vệ dương thì sao vệ dương là cốt nhục ruột thịt của hoàng thái hậu nếu trực tiếp tiến cử vệ dương đăng cơ chắc chắn gặp phải sự bất mãn của dân võ bá hoàng thái hậu tiến cử ta trở thành tiêu điểm của cả triều sau đó mượn một lý do tiêu diệt ta vệ dương đăng cơ không có gì sơ hở à, dương gia ngài có phải suy nghĩ quá nhiều không thái hậu theo thứ tự kế từ tổ quấn vì lý nên do ngài kết vị chuyện này giống không có gì để dị nghị tâm ý thái hậu tỷ mỹ khó đoán ta không thể không phòng. vì vậy cứ phải ở lại phò tá bốn Dương. được ta dành chống viết một bức thư bí mật gửi về biệt ấy để mười vạn binh mã bí mật về ngoại thành trước đề phòng lưu bất trắc cần dục đến mong đại tướng quân người đúng là kịp thời giúp đỡ bốn Dương. trời cũng giúp ta rồi dừng dạ. gia, ngài quá khen rồi. Quắc thi thành cứ còn mặt mũi trở về. Sao không chết ở ngoài đi hả? Hết rồi sao? Hết cả rồi. Ngươi chính là điều sĩ dồn với thành y lâu. Ta nói ngươi biết sau này đối với ngươi. Còn mềm lâu nữa, ta gia định sẽ giết ngươi. Cha, con xin lỗi. Còn nữa. Thành y lâu bây giờ định đang ở trước mắt ai đã có thể vượt qua hay không còn chưa biết Ngươi chính là tội nhân Thanh đi lâu sao vậy Đại nạn ập tới rồi Đại <laughs> phượng liên giáng lục tiểu phụng vệ dương Bị phi yến phá hỏng Đau đầu nhất chính là kẻ thù chúng ta sắp đến đến nơi Đây chính là một ải khó khăn Chính là tên một thanh phong đó Chính là hắn ta Hắn biết tất cả những chuyện sau khi ta trốn khỏi ký bàn quốc Là đã quả trong lòng ta Ta và hắn có quyết khải tâm trù Hắn dự định không nương tay rồi Bây giờ Thạch Đại Lầu đang đối mặt sinh tử tổ châu Ngươi tuyệt đối không được lơ là Dạ con hiểu rồi Đan Phượng, ta cứ đi theo cô như vậy, không tin không tìm được kẻ hở của cô. Bên này cô tiến triển có thuận lợi không vậy? Lâu chủ, theo dạng dò của người, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch. Dư gia đã cầu thơ với ta, ta cũng đã đồng ý với người. Nhưng mà A Tính cứ ở gần dạy dương phủ. Cô ấy suốt quỷ nhập thần, cả người canh dự cũng không thể bắt được cô ta. Hơn nữa cô ấy còn hỏi ta có từng ăn định hồn tán không? Còn hỏi người có đưa thuốc gì cho ta? Đàn Phượng không hiểu, ta hoàn toàn không biết cô ấy đang nói gì. Hey, cô làm rất tốt đó. Yên tâm đi, gia đầu A Tính đó không cần để ý. À còn một chuyện nữa ta phải nói với cô Ta giúp cô tìm ra tung tích của thượng quan mộc Thật sao Đại danh của hắn bây giờ là Mông Thanh Phong Thống lĩnh ba quân dưới trướng Đức dường. Chính là hắn giết cha của cô trộm chìa khóa vàng Chính là hắn giết cha của cô trộm chìa khóa vàng Chính là hắn giết cha của cô trộm chìa khóa vàng đi Chính là hắn giết cha ta Còn lấy trộm khóa vàng Vậy bây giờ hắn ở đâu Mấy năm trước Bị Đức Dương phá đi biên cương huấn luyện binh mã nhưng gần đây ta ở trong thành nhìn thấy hắn ta. Ta nghĩ hắn biết Kim Bằng Dương. Đang tìm tin tức của tam đại gia Tận để mới trở về. Chính là hắn đã hạ độc thủ với cha của cô. Giúp ta làm việc cho tốt đi. Ta giúp cô tiêu diệt một thanh phong, giúp cô báo quyết hải thâm thuộc. <laughs> quắc hưu lão rùa này cuối cùng cũng tìm được lão rồi sư huynh không ngờ người đến thật ê hey, sư huynh hẹn gặp ta sao ta có thể không tới được chứ đêm nay chắc chắn sẽ giải quyết hiểu lầm giữa chúng ta Quắc hưu. Năm đó, tính mệnh già trẻ của nhà ta, trồn dưới tay ngươi. Ê, sư huynh à. Chúng ta đã không còn là huynh đệ rồi. Ờ, sư huynh à, quân à. Quân thật sự hiểu lầm rồi. Sao ta có thể giết cả nhà huynh được chứ? Khi ta cùng đường, là cha huynh thu giận ta. Ông ấy còn giận ta làm con đuôi. Đối với ta mà nói, đại ơn đại đức đó, sao ta có thể làm ra những chuyện mà xuất sinh cũng không bằng đó? Ngươi còn dám xảo biến? Cứ kết cấu sơ tật, máu nhuộm cả nhà ta. Cướp đi tài sản mà mọc gia ta có được. Quỷ thì diệt tích một con đường sống của công ta. Trời sạch cố mắt. Khi ngươi hành hung để lại sơ hở, con trai ta thoát được kiếp nạn. Chính là đứa con này. Chính mắt trước kiến toàn bộ quá trình gây án của ngươi. Ngươi có thể thay đổi diện mạo nhưng ngôi lôi trưởng của ngươi không thay đổi. Trưởng pháp này chính là ký hiệu của ngươi. Ngươi còn dám chối cãi sao? Quắc hưu! Hôm nay, người phải trả nợ máu cho ta đó ờ nghe sư huynh đó như vậy khiến ta tỉnh ngộ ra làm người không thể quá thông minh thông minh như huynh sao có thể tha cho huynh được đây chẳng phải huynh đang làm khó ta sao đồ vô sĩ quá khư đến lúc người phải đền tội rồi đừng qua đây, ta không cần cô giúp ta giật. Ta không giúp đâu, ta cũng là kẻ thù của hắn mà. <cười> <cười>

Đáng tội Cô Nương Cô Nương à Cô Nương Cô Nương tính lại đi Hương Thảo Cô đi giúp ta chuẩn bị một số dược thảo Nấu xong lập tức mang đến đây Dạ Đi đi Nhưng nàng đã biết lục tiểu phụng không phải là kẻ thù giết cha của nàng nàng và quân ấy đã đoạn tuyệt chuyện này có thật không dương gia vẫn chưa tin ta sao ngài vẫn không tin đan phượng ta đương nhiên là không phải không tin nàng chỉ là quá bất ngờ thôi luôn cảm thấy hai người sẽ không chia tay thật ta không dám giấu nhưng ta biết lục tiêu phụng không phải là kẻ thù giết cha của nàng thật sự trong lòng ta rất thất vọng ta lo lắng nàng đã hiểu lầm quỳnh ấy vì vậy nên quá giải hiểu lầm với quỳnh ấy trở lại như trước thậm chí ta hoài nghi nàng đồng ý gả cho ta là do giận dỗi lục Tiểu phụng dương gia tình cảm của ta và lục Tiểu phụng đã tận dù cho là hiểu lắm cũng không thể quay lại ta tin dương gia không chỉ vì giúp đen phượng bảo thù phục quốc mà còn dương gia đối với đan phượng là chân tình đan phượng hai chúng ta cuối cùng cũng có thể dùng chân tình đáp lại chân tình còn cầu gì hơn được chứ còn nữa nàng đã cắt đứt với lục tiểu phụng lục tiểu phụng còn giúp nàng tìm chìa khóa vàng và gia thần thứ ba không